Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đã trở thành vấn đề rất lo ngại với tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Khi dịch bùng phát, đạo lý thương người như thể thương thân, tinh thần đoàn kết, tình yêu thương đồng bào đã được thể hiện qua nhiều hoạt động, sẵn sàng dang rộng cánh tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Những việc làm có ý nghĩa không phải do tuổi tác, thu nhập, trình độ hay địa vị quyết định, mà tất cả đều xuất phát từ trái tim. Những lúc khó khăn, nguy hiểm nhất là dịp để mỗi người chúng ta thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc, sự đoàn kết, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tô điểm cho bản lĩnh, khí chất của con người Việt Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống COVID-19 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, góp phần cùng Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân. Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn. Kể từ ngày 24 tháng 3 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận được gần 4 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật, lương thực thực phẩm, trang thiết bị bảo hộ y tế của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Qua đó đã hỗ trợ thêm nguồn lực giúp cho tỉnh đẩy mạnh công tác phòng chống dịch và giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán xâm nhập mặn sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Nhân dân cũng rất là tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, và trực tiếp là chính phủ và vào sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bằng những cái đóng góp với sự hưởng ứng của các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm sẽ chung tay để hưởng ứng cái công tác phòng chống dịch COVID-19, thể hiện cái ý nghĩa cũng như cái nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Câu tục ngữ thương người như thể thương thân đã thể hiện một đức tính cao quý, là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Những chiếc khẩu trang miễn phí được trao tay giữa chợ, ngã ba, ngã tư đường. Nhiều người chẳng dư dật gì, vẫn bỏ tiền túi ra để mua về, phát cho bà con. Hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn, sẻ chia để cùng tồn tại là liều thuốc hữu ích nhất cho mỗi người trong lúc này. Đây là một cái sự chia sẻ, thì tôi nghĩ là tuy rằng nó không lớn nhưng mà nó có góp một cái phần nào nhỏ bé để vào cái cộng đồng để ta đẩy lùi cái đại dịch. Ban thường vụ đoàn cũng xác định tuyên truyền và phát khẩu trang cho bà con nhân dân là một trong những nội dung mà tổ chức đoàn phải làm để nâng cao nhận thức cho người dân, đoàn viên, thanh niên, học sinh về cái phòng chống dịch bệnh. Mặc dù trời đã tối, nhưng Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh vẫn phối hợp với những thành viên trong câu lạc bộ thiện nguyện Ước Mơ Xanh để cùng vận chuyển những nhu yếu phẩm như sữa, nước lọc, lạc, trứng, trang thiết bị bảo hộ y tế đến trường quân sự Quân đoàn 1 và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Thời gian qua, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã kêu gọi được nhiều đơn vị, nhà hảo tâm phát huy tinh thần tương thân tương ái, tấm lòng thiện nguyện, tổ chức cấp phát miễn phí khoảng 3 vạn khẩu trang, 15.000 bánh xà phòng, hàng trăm thùng mì tôm, sữa, 2.000 lọ nước rửa tay và nhiều nhu yếu phẩm khác đến tay người dân và đội ngũ y bác sĩ, quân y, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch. Với nghĩa cử cao đẹp đó đã tiếp thêm động lực, động viên tinh thần của các y bác sĩ và lực lượng trực tiếp chống dịch, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi là những thế hệ thanh niên thì cũng cố gắng vận động anh chị em bạn bè chung tay góp một phần sức nhỏ để cùng nhau hỗ trợ một phần nào những cái nhu yếu phẩm thiết yếu rồi trang thiết bị để cho các y bác sĩ có thể là an tâm chữa trị. Vừa qua thì là Thủ tướng Chính phủ cũng có rất là nhiều những cái hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cộng đồng chiến thắng dịch bệnh, thì chúng tôi thấy là đây là những cái hoạt động mang tính rất là nhân đạo. Giúp cho đất nước cùng nhau đoàn kết để đẩy lùi dịch bệnh. Và tôi tin rằng trong thời gian ngắn nhất thì là dịch bệnh này sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi để đất nước trở về bình an. Đội ngũ bác sĩ, anh em trong ngành chúng tôi rất là xúc động. Tức là cái ngoài cái công việc mình phải làm, bây giờ được các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ ủng hộ món quà này để chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi, rất là hồ hởi. Lá lành, đùm lá rách đến bên này nó thực sự ý nghĩa. Và chúng tôi rất là xúc động, chúng tôi sẽ xin hứa là
bằng mọi nỗ lực của cả bản thân cũng như của tập thể và cùng làm sao mà đẩy lùi được cái dịch COVID-19 để mang lại sức khỏe cho toàn dân, sức khỏe cho cộng đồng. Ngoài những hoạt động trên, thời gian qua trên cả nước có nhiều hoạt động nhân văn khác như giảm giá phòng trọ, phát đồ ăn miễn phí. Không ít người đã rơi nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh của mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt, 95 tuổi, hiện đang sống ở phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, may từng chiếc khẩu trang vải để giúp mọi người phòng dịch trong tình trạng khan hiếm khẩu trang như hiện nay. Hình ảnh cụ già gầy gò, mặc quần áo đơn sơ, giản dị, đạp xe chở rau, gạo đến khu cách ly ở Hà Tĩnh, ủng hộ hiện vật cho quỹ chống COVID-19. Chỉ 1 kg gạo, mớ rau, 20.000 đồng nhưng khiến nhiều người xúc động. Hay đó là bản nhạc Gen Covid được nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác qua giọng hát của Min Eric và điệu nhảy của vũ công Quang Đăng đã trở nên phổ biến, khích lệ tinh thần cả thế giới giữa mùa dịch và hơn hết là trở thành niềm tự hào đối với những người con đất Việt. Tất cả những hành động đó, dù to, dù nhỏ, dù nổi tiếng hay âm thầm, nhưng cũng đủ cho thấy ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trước cộng đồng. Chúng đều bắt nguồn từ truyền thống văn hóa tốt đẹp, thương người như thể thương thân của dân tộc ta từ ngàn đời nay. Tất cả những cái tình cảm của mọi người đã thể hiện qua các việc làm. Từ một cháu bé học lớp 5 đã gửi gắm cái đồng tiền nhỏ của mình, từ những cụ cao tuổi, từ các cái thương bệnh binh về hưu đã được hưởng lương cũng tham gia ủng hộ. Và rất nhiều các cái nhóm thiện nguyện khác, có thể nói là lúc này là cả xã hội vào cuộc, các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân để vào cuộc, để đoàn kết, để tham gia phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ là làm vai trò kết nối được các tấm lòng hảo tâm để mong muốn là có nhiều nguồn lực hơn nữa về vật chất cũng như tinh thần để sẻ chia, để trao gửi yêu thương cho tới đội ngũ thầy thuốc và những người làm công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tôi mong muốn một điều như này, cái tình người trong khó khăn này thì càng được phải nhân lên và những cái tấm lòng cao đẹp đó phải cần được là lan tỏa, sẽ chia rộng khắp trên toàn xã hội. Câu lạc bộ nhảy của trường em đã biên đạo một bài hát rất là hot hiện nay là bài hát Gen Covid. Qua điệu nhảy và vũ đạo này thì bọn em muốn gửi tới thông điệp là mọi người hãy cùng chung tay chống lại dịch bệnh để không ai bị bỏ lùi lại phía sau. Và bọn em muốn gửi tới một thông điệp là mọi người hãy hạn chế đi ra ngoài, rửa tay thật sạch và đeo khẩu trang. Một cây làm chẳng nên non, 3 cây trụm lại nên hòn núi cao. Câu này đã nói rõ rằng là một người không thể nào mà chống lại dịch bệnh được. Vậy nên là tất cả chúng ta cùng phải chung tay để đẩy lùi dịch bệnh. Gần một tháng qua, những người làm công tác y tế dự phòng áp lực còn tăng hơn khi các bệnh viện phải theo dõi, chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho hàng chục người đi từ vùng dịch nước ngoài về. Những bộ đồ bảo hộ kín mít, khẩu trang chuyên dụng in vết hằn trên khuôn mặt, song không ai nề hà. Những bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện là thành công của ngành y tế, mà công đầu thuộc về những chiến sĩ áo trắng ở nơi tuyến đầu. Rất khó có thể nói hết những khó khăn nguy hiểm mà các bác sĩ, nhân viên y tế đã đối mặt. Song có lẽ ai cũng hiểu, họ đã làm với tất cả trách nhiệm và tinh thần, lương y như từ mẫu. Cả nước chia sẻ, trân trọng những đóng góp hy sinh của đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhất là những người đang trực tiếp chiến đấu với dịch COVID-19. Cả cộng đồng trân trọng, đánh giá cao những đóng góp, tình cảm của từng cá nhân, mỗi tổ chức, các cơ quan, đơn vị trong nỗ lực kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh. Tình người là sợi dây kết nối, là động lực và cần tiếp tục nhân lên để chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Không chỉ thời gian này, khi dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, mỗi người phải có ý thức, tự phòng chống cho bản thân cũng như cho cả cộng đồng. Đến thời điểm này thì anh em cũng ở đây được gần một tháng rồi. Thế thì thôi thì cũng là cái nhiệm vụ phòng chống dịch chung của cả nước và của khoa truyền nhiễm bệnh viện tỉnh Đa khoa nói riêng, thì anh em cũng cố gắng động viên nhau để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà bệnh viện đã giao cho. Thế thì anh em cũng tuân thủ nghiêm ngặt các cái quy trình phòng hộ để phòng hộ cho chính bản thân mình. Thì mọi người dân hãy tin tưởng vào các cái y bác sĩ đang ngày đêm chăm sóc các bệnh nhân ở trong khu cách ly. Các cái tập thể y bác sĩ từ tuyến tỉnh rồi đến các tuyến huyện, tuyến xã sẽ cố gắng quyết tâm thì chiến đấu với bệnh COVID để giành nhiều thắng lợi.
Trong hơn 2 tháng qua, toàn đảng, toàn quân, toàn dân đã đồng tâm, đồng sức tham gia cuộc chiến phòng chống dịch bệnh ở quy mô toàn cầu. Với tốc độ lây lan nhanh chóng, nhiều quốc gia đã phải đối phó với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về dịch bệnh. Những xáo trộn về tâm lý, nhịp sống và việc làm, sự suy giảm về kinh tế xã hội đã ảnh hưởng sâu sắc tới từng người dân, tới sự yên bình của mỗi quốc gia. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam đã cố gắng tìm mọi cách để bảo vệ công dân của mình, bố trí những chuyến bay riêng, đưa kiều bào, du học sinh, người lao động trở về quê hương trong tình hình dịch bệnh nguy cấp. Điều đó đã thể hiện tình đoàn kết, tình đồng bào của người Việt Nam ta. Người Việt Nam ở nước ngoài thực sự cần thiết phải về nước. Dù có nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước luôn nỗ lực hết sức, thực hiện các yêu cầu, các biện pháp cần thiết để lo cho bà con một cách tốt nhất có thể. Đấy là nghĩa đồng bào. Đó là lời của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Chúng ta đã kiểm soát tốt tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn, cách ly triệt để, chăm sóc và điều trị tốt, phát hiện sớm và truyền thông hiệu quả, nâng cao tinh thần ý thức chủ động phòng chống và sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân. Thắng lợi bước đầu này thể hiện ý chí thống nhất của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta trong cuộc chiến đấu chống lại đại dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc và một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Tất cả chúng ta cùng nhau vun đắp ý thức giữ gìn sự an toàn của cộng đồng, trật tự xã hội trước đại dịch. Những đóng góp to lớn và quý giá này góp phần quan trọng trong xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đoàn kết, an toàn và nhân ái. Và quyết tâm tận tình giúp đỡ đồng bào, không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống Covid lần này. Riêng cái tình yêu thương và đoàn kết người Việt Nam thì cái truyền thống từ xưa nay rồi. Về giặc thì là ta đoàn kết thì sẽ thắng được giặc, mà bây giờ là dịch thì ta mọi người toàn dân đoàn kết và ủng hộ về chiến dịch để dập dịch. Để chung sức đồng lòng chiến thắng dịch COVID-19, thời gian tới cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là sự tự giác, ý thức chấp hành của mỗi người dân trước những quy định, những khuyến cáo của các cơ quan y tế và các cấp chính quyền, với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch. Mỗi phường, xã, thôn bản, tổ dân phố, thậm chí mỗi gia đình là một pháo đài phòng chống dịch, thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly trong xã hội. Các cơ quan, đơn vị và mỗi người dân, đặc biệt là giới doanh nhân, tùy theo khả năng của mình, tiếp tục đóng góp, ủng hộ công tác phòng chống dịch. Người có tiền, góp tiền. Người có hiện vật, góp hiện vật. Người có sức, góp sức. Người có ý tưởng, góp ý tưởng. Không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng, kể cả bà con nước ngoài xa xôi, hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Điều bao đời nay luôn là giá trị nền tảng của dân tộc Việt Nam và đem lại sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, đi đến thắng lợi cuối cùng. Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi và tiếp nhận cái sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, những doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng toàn thể nhân dân tham gia ủng hộ phòng chống COVID-19. Và chúng tôi sẽ tham mưu phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID của tỉnh để phân bổ và chuyển những cái số tiền và hiện vật của các cá nhân, tập thể ủng hộ đến các cái cơ sở, các cái đơn vị trực tiếp làm công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh và hỗ trợ những cá nhân và gia đình có bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Như là lao động, mất việc làm và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống. Tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, thẳm sâu ở đó là tình người. Yêu thương sinh ra sức mạnh và yêu thương truyền thêm sức mạnh. Cái đẹp thời nào cũng có,
chỉ có điều chúng ta có để ý hay không mà thôi. Vì những người có tấm lòng đẹp thật sự, họ không phô trương mà cứ lặng lẽ cống hiến mà thôi. Và chúng ta có rất nhiều tấm gương như thế. Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, nhưng tình người vẫn còn mãi. Nhiều điều đẹp đẽ giản dị chẳng mấy khi ta nhận ra nếu không đi qua khó khăn. Và ở đó, giá trị văn hóa về lòng yêu thương con người của dân tộc sẽ được tiếp nối và phát huy đến mai sau. Chuyên mục văn hóa và đời sống đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.